tiết lộ lý do muốn con sáp này được thần tài chiếu cố. Sau rằm tháng hai âm, chúng lớn đổi đời, giàu có sạch nợ sau một đêm. Vâng, kính thưa quý tín chủ thân mến, cổ nhân xưa có nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, hiền lương sinh phú quý, tính cách sẽ quyết định số phận của một người. Bất kể bạn được sinh ra trong gia đình thế nào, nhưng nếu sống hiền lành, lương thiện và tốt bụng, thì khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua. Ngoài ra, những người tốt bụng luôn được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần nhất tâm hướng thiện, nhất thiện sinh hoa, thì cuộc sống sẽ thập toàn thập mỹ. Tử vi học có nói trong số 12 con giáp, có duy nhất 4 con giáp được trời sinh, có tính cách nhân hậu hiền lương. Họ có thể không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng tận sâu bên trong là người hết lòng vì người khác, gặp kẻ khó khăn liền nhiệt tình giúp đỡ, không mong đền đáp. Những người này được định sẵn mang nhiều phúc đức, cả đời gặp nhiều may mắn, nhân sinh luôn có quý nhân phù trợ. Đặc biệt là sau rằm tháng 2 âm lịch năm 2024 này, cuộc sống của họ sẽ thăng hoa rực rỡ cả tình lẫn tiền. Đây chính là cơ hội để bản mệnh có thể bứt phá, đạt được những thành tựu to lớn mà mình mong ước bấy lâu nay. Vậy quý cô bác anh chị có tò mò mình có thuộc một trong những con giáp may mắn đó hay không? Và nếu có thì làm cách nào để giữ được những vận may đó? Thì xin mời quý cô bác anh chị hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Và nếu như quý cô bác anh chị thấy video này hay thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1. Nếu không hay thì hãy để lại số 2 để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video. Và ngay bây giờ xin mời quý cô bác và anh chị cùng đi tìm hiểu nội dung chính của video ngày hôm nay. Tiết lộ lý do 4 con giáp được thần tài chiếu cố, sau rằm tháng khai âm chúng lớn đổi đời, giàu có sạch nợ sau một đêm. Vâng, thưa quý vị thân mến, phàm là con người sống trên đời ai cũng muốn nhận được nhiều phúc đức và may mắn, nhưng phúc báo không phải tự nhiên sinh ra, cũng không phải tranh đoạt mà có được. Muốn tích phúc nhất định quý vị phải làm được một trong ba việc này. Một, đó là phúc báo không tự nhiên sinh ra, cũng không phải tranh đoạt mà có được, chỉ có tu tâm dưỡng tính, hành thiện tích đức mới có phúc báo. Số mệnh của mỗi người khi sinh ra đã được ông trời định đoạt sẵn, còn phúc báo của mỗi người phải do bản thân tự tu dưỡng và tích lũy. Phúc báo không phải tự nhiên mà có, nhiều người hy vọng bản thân có được nhiều may mắn, sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc, lấy được vợ hiền, con cái hiếu thảo. Nhưng họ lại quên rằng để có được những điều đó thì chính họ phải có lòng thành tâm làm việc thiện, tích lũy phước đức. Muốn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống thì điều đầu tiên nên làm là hãy sống ngay thẳng, làm nhiều việc tốt, bởi vì ông trời không thiên vị với bất kỳ ai bao giờ, nhưng sẽ chiếu cố đến những người có tấm lòng lương thiện. Người làm việc tốt ắt sẽ được gặt lành, và ngược lại, người làm điều xấu sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo. Chúng ta thường thấy có rất nhiều người thành công khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại gặp nhiều khó khăn vào những năm cuối đời. Đó chính là vì họ sống quá ích kỷ, chỉ biết bản thân mà không chịu hành thiện tích đức. Thành công sớm nhưng lại làm nhiều chuyện không có đạo đức, trái với lương tâm, để rồi giống như một cái bình sống vậy. Gió vừa thổi nhẹ đã không trụ vững mà đổ vỡ, không thể vượt qua được mưa gió và thử thách của thời gian. Phải chuẩn bị thật tốt thì khi phúc báo đến, bạn mới có thể đón nhận nó. Có nhiều đứa trẻ ở nông thôn, bố mẹ không thể cho con cuộc sống dư giả, nhưng họ tin sống trong môi trường như vậy, con cái thường sẽ dễ nuôi dạy hơn so với việc cho con một cuộc sống sung túc và thừa thãi. Họ lo rằng con cái không thể tiếp nhận được quá phúc báo cùng một lúc khi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ các điều kiện. Thứ hai, việc thiện tuy nhỏ mà không tích lũy sẽ không bao giờ thành thánh. Việc ác dù nhỏ nhưng tích lũy cũng sẽ có thể có ngày gây họa diệt thân. Một người muốn tích lũy phúc khí thì phải bắt đầu từ những việc thiện dù là nhỏ nhất. Đừng nghĩ rằng đó chỉ là những việc nhỏ mà không làm. Tuy nhỏ nhưng đó vẫn là việc thiện, tích tiểu thành đại. Không có những điều nhỏ bé đó thì làm sao có được điều lớn lao cơ. Một người muốn có được sự bình an tuyệt đối không được làm chuyện xấu. Chuyện xấu dù nhỏ đến mấy thì vẫn là chuyện xấu, làm nhiều thì ắt sẽ gặp xui xẻo. Phúc báo của mỗi người đều do tích góp từ những điều nhỏ nhặt mà thành.
đừng cho rằng việc nhỏ mà không làm, một giọt nước trải qua một thời gian dài vẫn có thể trở thành dòng sông. Hãy tích góp từng chút một để rồi sau này hạnh phúc sẽ trở nên đơm bông kết trái. Cuộc đời này có nhân quả giống như quả báo của thiện và ác. Những kẻ làm điều ác có thể kiêu ngạo nhất thời, nhưng chẳng thể kiêu ngạo mãi mãi. Chúng ta xưa nay vốn rất coi trọng gia phong. Thực ra, gia phong chính là kết quả của việc thiện và ác. Người đời trước làm nhiều việc thiện, thì thế hệ sau có thể làm rạng rỡ tổ tông và ngược lại. Người đời trước làm nhiều việc sai trái, con cái họ sẽ làm cho gia đình lụi bại. Tất cả mọi thứ chúng ta làm đều là nhân, để rồi sau này quả sẽ đến với chúng ta và nhiều đời sau. Thứ ba, một người tích đức bao nhiêu thì sẽ hạnh phúc bấy nhiêu. Người già thường nói rằng một người hưởng bao nhiêu phúc, tất cả đều đã được quyết định sẵn rồi, nhưng thực chất không phải như vậy. Sinh mệnh của mỗi người chúng ta tuy đã được định sẵn, nhưng chúng ta có thể tự mình thay đổi điều đó. Kẻ bần hàn cũng có thể sinh ra quý tử, chỉ cần bản thân cố gắng nỗ lực tiến về phía trước, thì tất cả những điều tốt đẹp mà bạn có thể đạt được sẽ không hề thua kém so với những người khác. Một người tích được bao nhiêu đức thì sẽ có bấy nhiêu hạnh phúc. Tất cả mọi chuyện mà bạn gặp phải đều giống như một tấm gương, nó phản chiếu cả quá trình sống của bạn. Một người vì tham lợi ích nhỏ trước mắt mà đi sai hướng đến khi về già, gặp nhiều điều tai ương. Một số người làm những chuyện trái với lương tâm, muôn đời muôn kiếp cũng không thể quay đầu. Một số khác cho dù có nhìn thấy danh lợi và tiền tài, vẫn kiên định giữ được bản thân như lúc ban đầu, để rồi sau này có được mọi thứ. Hãy trở thành một người nhân hậu, làm thật nhiều việc tốt để sau này may mắn và hạnh phúc sẽ đến với bạn và những người thân yêu. Và vị trí số 1, không ai khác chính là tuổi Hợi, là con giáp may mắn được ơn trên ban lộc, thần tài gõ cửa, mà thay vận đổi đời sau rằm tháng 2 âm lịch. Những người tuổi Hợi từ khi sinh ra đã gặp nhiều may mắn, họ có tính cách ôn hòa, ít khi nổi nóng, đối xử tốt bụng với mọi người. Có thể ở con giáp này có sự trầm ổn cương quyết, vừa lương thiện vừa mộc mạc giản dị, có tinh thần vững vàng không lay chuyển được, sức khỏe lại dồi dào, làm việc gì cũng đầu tư rất nhiều công sức. Phương châm sống của Hợi là không thích gây chuyện, việc gì cũng sẵn sàng nhượng nhịn người khác vì không muốn đẩy mối quan hệ đến bờ vực căng thẳng. Một khi đã kết bạn, người tuổi Hợi thể hiện lòng trung thành, sự tận tâm không mong đền đáp, đứng vững qua thời gian. Tuổi Hợi luôn sẵn lòng giúp đỡ và trân trọng tình bạn sâu sắc. Từ khi còn trẻ, người tuổi Hợi cũng luôn biết tận dụng những thế mạnh của mình để tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi trưởng thành, sự nghiệp của Hợi ngày càng phát đạt, tiền tài vượng phát. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì Hợi có thể thăng quan tiến chức, nắm giữ những địa vị cao. Sau tuổi trung niên, Hợi được quý nhân giúp đỡ nên có nhiều thành công hơn, gặp nhiều may mắn hơn. Và sau rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Hợi nhận nhiều niềm vui bất ngờ, không cần bon chen vẫn có nhiều phúc lộc và tiền bạc đổ về túi. Cuộc đời Hợi sống lương thiện, nay được trời thương ban cho sự giàu có và thành thơi. Con giáp này tích tiểu thành đại, càng về già càng có nhiều tiền của, cuộc sống hôn nhân viên mãn, con cháu hiếu thuận. Về công việc và sự nghiệp, nhờ gặp được tam hợp thái tuế và nguyệt lệnh lâm đất đế vượng, nên rất có lợi cho sự phát triển sự nghiệp công danh của người tuổi Hợi. Vận xui xẻo trước kia tan biến và thay vào đó là vận may và niềm vui. Cát kế sau rằm tháng 2 âm giúp Hợi khai thông rất nhiều dự án trì trệ, bế tắc, tưởng đi vào ngõ cụt trước đó. Việc lớn, việc nhỏ đều đạt kết quả ưng ý. Tuổi Hợi gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp, bỏ công bao ngày phấn đấu và chờ đợi. Cũng nhờ vậy mà cả danh tiếng và tiền bạc của Hợi cũng tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt tuổi Hợi cũng phát huy khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tài tình của mình, không còn tình trạng công việc dồn đống, trái lại xử lý việc nào ra việc ấy. Tinh thần làm việc của người tuổi Hợi được củng cố hơn trước, với lối tư duy nhạy bén cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp, đi đâu làm gì, Hợi cũng được coi trọng, đề bạt đảm nhiệm trọng trách lớn. Nếu như được trao cơ hội, Hợi hãy cứ mạnh dạn nhận việc và thể hiện bản lĩnh bằng tất cả những kinh nghiệm mà bản thân mình có. Vị thế của tuổi Hợi trong tập thể cũng ngày càng gia tăng, tất cả là nhờ uy tín mà tuổi Hợi đã gây dựng từ trước đây nên được mọi người tin tưởng trong các dự án hay khi cấp trên giao nhiệm vụ.
sau rằm tháng hai âm cho Hợi nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác nhau của bản thân, qua đó ngày càng khẳng định vị trí của mình. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao hữu hảo xuất hiện quý nhân giúp sức nhiều, Hợi có được những sự san sẻ hỗ trợ kịp thời, tạo ra chất lượng sản phẩm cao hơn trước rất nhiều. Giai đoạn này, áp lực công việc của Hợi giảm đi trông thấy, chỉ cần tiến hành mọi việc theo đúng kế hoạch đã định sẵn, tận tâm tận lực làm việc là không khó để Hợi chạm tay vào thành công lớn. Tuy nhiên, dù vận khí có hanh thông đến đâu, yếu tố quyết định thành bại vẫn là ở chính Hợi. Hợi vẫn nên hành sự thận trọng, không được tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu sẽ tự rước họa vào thân. Về tài lộc, cùng với công việc thăng hoa là tiền bạc dồi dào, tài chính khởi sắc, tử vi sau rằm tháng 2 âm lịch nhận thấy tài vận của tuổi Hợi cũng có nhiều điểm sáng rõ rệt, dễ được hưởng lộc trời ban. Được cùng diện Mão Hợi bán hợp trợ lực lại là thời điểm đế vượng, cũng đồng thời là một trong những thời điểm mà tài lộc của tuổi Hợi sáng nhất trong năm Giáp Thìn. Thu nhập của Hợi ngày càng gia tăng, buôn bán hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều. Dân văn phòng làm công ăn lương có thể mạnh dạn đề xuất tăng lương. Với những biểu hiện xuất sắc của Hợi, tỷ lệ được lãnh đạo chấp thuận khá cao. Dù xét về năng lực hay kinh nghiệm công tác, tuổi Hợi hoàn toàn xứng đáng. Đã tới lúc Hợi để giá trị bản thân mình lên một tầm cao mới. Tình hình kinh doanh buôn bán cũng khởi sắc trông thấy. Thị trường sôi động là lúc Hợi mạnh dạn xúc tiến các kế hoạch của mình. May mắn gặp nhiều khách hàng lớn ký kết hợp đồng giá trị nên tiền cứ thế đổ về túi. Nếu những ai đầu cơ thì đây là cơ hội tốt để Hợi thực hiện dự định của mình. Tuy nhiên làm gì thì tuổi Hợi cũng nên xem xét kỹ lưỡng, tránh để cái lợi trước mắt, đặc biệt là đừng nóng vội mà đi theo con đường không chính đáng, khiến cho bản thân thua thiệt, thậm chí rơi vào vòng lao lý. Tuy nhiên thì cuối tháng có điểm báo tán hao tiền bạc do kiếp tài nhập cục, vậy nên Hợi phải chú ý bảo vệ tài sản cẩn thận, hãy học cách chi tiêu khoa học và tránh đầu tư mạo hiểm Hợi nhé. Và sau đây là vận trình tử vi từng con giáp tuổi Hợi theo năm sinh âm lịch sau rằm tháng hai âm. Xin mời quý vị cùng chiêm nghiệm và theo dõi cẩm nang vượn vận của từng con giáp tuổi Hợi. 1. Tuổi Kỷ Hợi 1959. Nhờ có sự hỗ trợ của dịch mã cát tinh nên Kỷ Hợi khá lộc lá sau rằm tháng hai âm. Dẫu có phần vất vả và phải lăn lộn vì đồng tiền khá nhiều, nhưng thành quả không làm Kỷ Hợi thất vọng. Được sự hỗ trợ đắc lực từ quý nhân, công việc của Kỷ Hợi sẽ suôn sẻ, chỉ cần nắm bắt được cơ hội, Kỷ Hợi sẽ nổi bật và sự nghiệp sẽ đạt đến tầm cao hơn. Thần may mắn hết mực hỗ trợ cho những người đang bôn ba vất vả kiếm tiền xa quê hoặc những người làm công việc phải đi lại di chuyển nhiều, càng chăm cày thì công việc càng có thêm nhiều cơ hội tốt. Vận may về tài lộc đang trên đà thăng tiến, chỉ cần Kỷ Hợi chủ động thì có thể thu hút được rất nhiều của cải, đồng thời còn có thể giữ được quý tiền và tích lũy được thêm chút vàng bạc. Cuối tháng thích hợp cho những bác tuổi Kỷ Hợi muốn tham khảo mua nhà, mua đất hoặc là mua thêm vàng tích trữ hoặc là chuyển đổi mô hình làm ăn. Tình duyên khởi sắc những ngày từ giữa tháng nhờ ảnh hưởng tốt của tam hội cục đem lại. Kỷ Hợi dễ gặp được người tâm đầu ý hợp nhờ bạn bè mai mối hoặc tình cờ quen nhau qua công việc tiệc tùng. Bên cạnh đó, ai muốn làm lành với người thân cũng nên tranh thủ những ngày sau rằm tháng hai âm để nối lại tình cảm. Quý nhân là tuổi Dần, tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Dậu, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn màu vàng, màu đỏ. Con số may mắn 32, 91 và 64. 2. Tuổi Tân Hợi 1971. Tuổi Tân Hợi thông minh, lanh lợi và hay thể hiện được tài lẻ của bản thân. Sau rằm tháng hai âm do ảnh hưởng từ Thái Dương và Thiên Diêu, vận may trong sự nghiệp của Tân Hợi rất tốt. Thời gian này, công việc của Tân Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ, khả năng của Tân Hợi được cải thiện và Tân Hợi có thể lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh với tinh thần cởi mở và học hỏi. Các tín chủ Tân Hợi này nên tích cực ngoại giao làm ăn và đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh. Ai muốn khởi nghiệp hoặc hợp tác với người mới thì nên tranh thủ những ngày sau rằm tháng hai âm này nhé. Thời điểm này, tuổi Tân Hợi kiếm được khá nhiều tiền và có nhiều lợi thế trong việc kinh doanh làm ăn riêng. Bên cạnh đó, tuổi Tân Hợi cũng tránh được kha khá rắc rối về tiền bạc nhờ khiếu hài hước, khéo ăn khéo nói của bản thân.
lời nói chẳng mất tiền mua, chẳng dạy gì mà không khéo miệng để thu lợi về cho bản thân khi có cơ hội, đúng không quý anh chị tuổi Tân Hợi thân mến? Đối với những người độc thân sẽ nhận được nhiều tín hiệu, tán tỉnh từ một vài người, nên hãy lựa chọn người ưng ý rồi hẵng nhận lời hẹn hò. Tân Hợi có lộc kết thiện duyên trong thời điểm sau rằm tháng hai âm, nên hãy tích cực nói chuyện cởi mở với mọi người xung quanh, hoan hỉ với người đang có thái độ không tốt với mình và hạn chế nói lặng lời với người thân. Quý nhân là tuổi Tuất, tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Sửu, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu nâu, màu trắng, con số may mắn 73, 28 và 46. 3. Tuổi Quý Hợi 1983. Tử vi sau rằm tháng hai âm của 12 con giáp báo tin vui, Quý Hợi dễ thăng quan tiến chức, ăn nên làm ra trong thời điểm sau rằm tháng 32 âm này nhờ tác động của thiên đức cát tinh. Quý Hợi làm gì cũng đỏ hơn người khác nhiều phần. Với những người mới bước vào ngành nghề mới, công việc sẽ suôn sẻ hơn sự mong đợi rất nhiều. Đồng nghiệp sẽ không cố tình làm khó Quý Hợi, sếp sẽ cho Quý Hợi cơ hội học hỏi. Nếu thể hiện tốt, sẽ có cơ hội thăng tiến. Người làm quan chức quản lý hoặc làm chủ cửa hàng sẽ có nhiều cơ hội đi lên trong thời điểm sau rằm tháng hai âm. Các khoản đầu tư ngắn hạn sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể trong thời điểm này. Quý Hợi chi tiêu thoải mái, Quý Hợi cũng không phải lo nghĩ nhiều. So với trước đây, tiền bạc sẽ phong phú hơn rất nhiều, thu nhập chắc chắn sẽ vượt xa những người xung quanh. Có làm thì ắt có ăn, người càng chăm chỉ cày cuốc thì trời không phụ lòng. Về mặt tình cảm thì sau rằm tháng hai âm nói về sự hài hòa và hài hợp, vừa giao tiếp trôi chảy, Quý Hợi cũng có thể lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lãng mạn, một chuyến đi xa cùng gia đình đến vùng đất mới. Nhiều người dồn tiền để làm dự án từ thiện hoặc báo hiếu cha mẹ, việc này đem lại cho Quý Hợi cực kỳ nhiều phước. Quý nhân là tuổi Thân, tuổi Dần, tiểu nhân là tuổi Sửu, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu cam, màu tím, con số may mắn 21, 00 và 83. Vị trí số 2, xin chúc mừng tuổi Thân. Người tuổi Thân luôn giấu kín bản chất thực sự và suy nghĩ sâu kín. Tuổi Thân thường bị hiểu lầm là lạnh lùng, khó tiếp cận. Thực tế, người tuổi Thân rất nhiệt huyết nhưng thể hiện theo cách riêng, đòi hỏi sự hiểu biết và kiên nhẫn từ người khác. Tuổi Thân dùng vẻ ngoài điềm tĩnh để che giấu cảm xúc phong phú và đam mê cháy bỏng. Tuổi Thân là người kiên cường, kiên trì và lý trí nên tuổi Thân có thể đối mặt và vượt qua thử thách để đạt được mục tiêu. Để kết bạn với người tuổi Thân cần có thời gian, nhưng một khi đã gần gũi, tuổi Thân sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy và vô cùng trung thành. Đặc biệt tuổi Thân trời sinh bản tính lương thiện, càng không chịu được khi thấy người khác bị ức hiếp. Nếu như gặp ai đó khó khăn, Thân sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ. Thần Phật rất công bằng, sự tốt bụng của tuổi Thân giúp cho Thân nhận về nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Có thể nói chính tuổi Thân tự tạo phúc phần cho mình, cuộc sống của Thân vì vậy ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Và sau rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Thân hiền lành được trời ban nhiều phúc lộc, tuổi Thân được hưởng cuộc sống bình yên cùng công việc ngày càng suôn sẻ và thuận lợi. Số tiền họ kiếm được nhiều gấp 4-5 lần so với trước đây. Chuyện tình cảm của Thân có nhiều biến chuyển tốt khi nửa kia liên tục bật đèn xanh. Họ và đối phương dành nhiều thời gian để tìm hiểu và bên nhau mỗi ngày. Về công việc sự nghiệp, hàng loạt cát tinh như tử vi giải thần và thiên vu cùng xuất hiện. Dự báo sau rằm tháng hai âm, công danh sự nghiệp có nhiều điểm sáng với tuổi Thân. Sau rằm tháng hai âm lịch này, tuổi Thân đang trên đà tăng tốc khá ổn định. Tuổi Thân làm đâu hưởng đấy, càng chăm chỉ thì lại càng dễ được lợi. Công việc gần như là không có vấn đề nào có thể làm khó được Thân. Đôi khi cũng có đôi chút vướng mắc, nhưng trở lực cũng không quá lớn. Tuổi Thân ngay sau đó đã lấy lại sự tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục theo hướng có lợi cho mình. Cách làm việc chắc chắn và thông minh giúp tuổi Thân xử lý ổn thỏa mọi việc. Các kế hoạch diễn ra êm đềm và đều đặn. Ngay cả những công việc tồn đọng trước đó đều được Thân giải quyết nhanh gọn, không còn để lại bất cứ mối nguy tiềm tàng nào. Những ý tưởng đóng góp của tuổi Thân cũng được đánh giá cao, đường thăng tiến càng thêm rộng mở. Hơn thế nữa, những chú khỉ còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến Thân được nhiều người yêu mến. Đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại khi cần thiết.
Thời gian sau rằm tháng Khai âm nếu như gặp gỡ khách hàng, bàn bạc hợp tác, hợp đồng, mở rộng quan hệ, tuổi Thân cũng dễ dàng gặp may mắn nhờ có nguyệt lệnh lâm mộc sục hỗ trợ. Việc làm ăn thuận lợi không chỉ mang tới nguồn lợi nhuận xứng đáng mà còn thúc đẩy danh tiếng của tuổi Thân trong giới. Nhìn chung cơ hội để phát triển khá nhiều, song cũng tồn tại những thách thức nhất định mà tuổi Thân không nên chủ quan. Để mọi dự định kế hoạch được vận hành trơn tru nhất, hạn chế sự cố, tuổi Thân nên lập kế hoạch sát sao và kiểm soát quá trình cẩn thận. Chỉ cần chăm chỉ và kiên trì, tuổi Thân có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công. Ngoài ra, tuổi Thân cũng nên cố gắng khắc phục sự nóng nảy, thiếu kiên trì của mình, nhất là trong những công việc thường ngày mang tính chất lặp đi lặp lại. Việc mình làm và đã làm thì phải làm cho ra kết quả, chớ vội bỏ qua theo hứng thú nhất thời, kẻo bạn sẽ bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp nhé. Về tài lộc thì sự xuất hiện của chính tài và bộ đôi cát tinh giải thần và thiên vu cho thấy rằng con đường tài lộc của tuổi Thân đang cực kỳ khởi sắc. Theo đà công việc thuận lợi, các khoản thu nhập của tuổi Thân cũng vô cùng rủng rỉnh, làm càng nhiều thì lại càng dễ bội thu. Tuổi Thân có nhiều nguồn thu linh hoạt chứ không phụ thuộc vào bất cứ một việc gì cả. Đối với những người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Tuổi Thân được chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy lối đi phù hợp nhất với mình trong thời điểm sau rằm tháng Khai âm. Việc làm giàu nằm trong tầm tay, tham vọng cũng sẽ có nơi để thể hiện. Với những tuổi Thân làm kinh doanh buôn bán thì đây là thời điểm khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Rất may là Thân thể hiện khả năng mát tay nhờ nắm được xu thế và thị hiếu của thị trường, cũng đón được đúng thời cơ nên bên cạnh may mắn là thực lực chẳng ai vượt qua được, đảm bảo Thân sẽ thu tiền về đầy túi, vàng vào đầy két trong thời gian này. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp hay là tự kinh doanh riêng thì sau rằm tháng âm khá phù hợp để bắt đầu. Tuy nhiên thì bạn vẫn nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ trước. Và trước hết thì nên thăm dò thị trường một thời gian. Sau khi đã quen thuộc rồi thì hãy bắt đầu mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm chậm nhưng mà chắc chắn này sẽ mang lại hiệu quả cao cho bạn và giảm thiểu những rủi ro thất bại. Sau rằm tháng Khai âm này, nguyệt lệnh lâm đất mộc dục cũng báo hiệu đào hoa rực rỡ, cho thấy chuyện tình duyên của Thân khá thuận lợi. Người độc thân thì có đối tượng chủ động tiếp cận, tình cảm vợ chồng hài hòa, gia đạo yên ổn, có thể đón tin vui con cái ngay trong thời gian này. Có điều đào hoa quá vượng cũng có thể là con dao hai lưỡi, gây ra những rắc rối tình cảm, tình tay ba phức tạp, vậy nên Thân cũng hãy lưu tâm chú ý nhé. Sức khỏe thì dù không gặp tình trạng nguy cấp nào, nhưng mà tuổi Thân cũng nên duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, tập thể dục thể thao đều đặn, trở nên mải mê với công việc quá mức mà bỏ bê chăm sóc cơ thể của mình. Thời điểm bận rộn quá thì cũng nên chú ý sức khỏe về tinh thần và giải tỏa căng thẳng, kịp thời thông qua việc nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý. Và sau đây là vận trình tử vi từng con giáp tuổi Thân theo năm sinh âm lịch và cầm nang phượng vận sau rằm tháng Khai âm. Xin mời quý vị cùng chiêm nghiệm. 1. Tuổi Mậu Thân 1968. Tuổi Mậu Thân đón chờ thời điểm sau rằm tháng Khai âm cực kỳ rực rỡ, nhờ có cát tinh tử vi và thiên vu đi kèm với nhau. Càng về cuối tháng thì vận may của Mậu Thân càng bùng nổ hơn cả mong đợi. Cát tinh tử vi dự báo rằng thời gian thuận lợi cho tuổi Mậu Thân trong con đường làm ăn và tiến thân. Sau tầm tháng Khai âm này cực kỳ có lộc cho những Mậu Thân muốn tiến thân ở đất khách quê người, gieo trồng cây giống vật nuôi mới hoặc là thi cử bằng cấp quan trọng. Cuối tháng có may mắn bất ngờ tìm đến, càng chăm chỉ cày cuốc buôn bán thì càng đông khách. Với sự may mắn giàu có, đầu tư hợp lý và những quyết định sáng suốt, Mậu Thân sẽ ngày càng có nhiều tiền dư dôi trong tay. Tuổi Mậu Thân vốn là con giáp thông minh, linh hoạt, ăn nói nhanh nhẩu, xử lý mọi chuyện bằng sự thông thái, nên không dễ để Mậu Thân mất tiền oan cho những kẻ lươn lẹo. Mậu Thân làm ăn rất kỹ tính nhưng lại công bằng, nên tiền nong luôn sòng phẳng, khó mà bị người khác tìm ra kẽ hở. Ai đang muốn kết thân với một người có chức quyền để công việc được thuận lợi hơn thì nên nhờ người lớn tuổi kết nối giúp cho, chắc chắn Mậu Thân sẽ đạt được mục đích của mình. Quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Sửu, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn màu hồng, màu đỏ. Con số may mắn 9, 7, 30 và 12. 2. Tuổi Canh Thân 1980.
Sự nghiệp của tuổi Canh Thân có dấu hiệu khởi sắc sau rằm tháng 2 âm này. Ngay từ thời điểm qua ngày rằm, các cát tinh chính ấn và thiên ấn đã giúp cho Canh Thân có rất nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Cấp trên có thể sẽ giao cho Canh Thân những nhiệm vụ trọng đại. Nếu như hoàn thành tốt thì dễ tạo được lòng tin với mọi người, đặc biệt là với ban lãnh đạo. Tuy nhiên thì sao xấu ngũ quỷ xuất hiện cũng cảnh báo Canh Thân cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập tìm cách ném đá xấu tay, khiến công việc tiến triển không được thuận lợi. Bên cạnh đó, Canh Thân hãy luôn giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức, đặc biệt là trong thời điểm thời tiết thay đổi như hiện tại. Chuyện tài lộc có dấu hiệu phát triển tích cực vào thời điểm sau rằm tháng 2 âm, đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn việc làm thêm. Canh Thân nhận được khoản tiền hậu hĩnh, tạo dựng được quan hệ tốt đẹp với đối tác cấp trên nên cơ hội sẽ còn rất nhiều trong tương lai. Tiếc rằng chuyện tình cảm lại chưa quá ổn định, Canh Thân và người ấy vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nhau nên khó mà tránh khỏi những lúc mâu thuẫn. Hãy giữ trái tim rộng mở và bao dung hơn với đối phương, như vậy thì quan hệ đôi bên mới ngày một bền chắc. Quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Dậu, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu xanh dương, màu đỏ, con số may mắn 82, 35 và 47. 3. Tuổi Nhâm Thân 1992. Sau rằm tháng cai âm này là thời điểm khá thuận lợi với người tuổi Nhâm Thân trên con đường phát triển sự nghiệp. Thiên ấn và chính quan cho thấy Nhâm Thân hoàn thành tốt công việc nhờ vào kinh nghiệm và khả năng ứng biến linh hoạt của mình. Nhờ thế mà bạn nhanh chóng ghi điểm trong mắt lãnh đạo và các đồng nghiệp xung quanh. Thành tích tốt tất nhiên sẽ giúp cho bạn có một túi tiền rủng rỉnh. Người làm công ăn lương ắt chạm tay vào cơ hội được thưởng nóng, thậm chí là thăng chức và tăng lương. Trong khi đó, việc mở rộng thị trường thuận lợi cũng sẽ giúp cho người làm kinh tế thu tiền về nặng tay. Tuy nhiên thì trong phương diện chi tiêu tiểu hao khuyên cho Nhâm Thân cần phải mua sắm có chừng mực. Cho dù túi tiền của bạn có rủng rỉnh đến mấy đi chăng nữa thì cũng cần phải hạn chế mua bán chạy theo số đông. Hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết với mình. Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định, dù vợ chồng bạn đều làm việc vất vả nên ít có thời gian dành cho nhau. Nhưng may mắn là cả hai đều ý thức rất rõ nghĩa vụ của mình với gia đình, nên đôi bên luôn cố gắng hết sức để thông cảm và giúp đỡ nhau. Quý nhân là tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Sửu, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, màu đen, màu be, con số may mắn 05, 70 và 66. Vị trí số 3, xin chúc mừng tuổi Tuất, là con giáp luôn đối xử thân thiện và hòa đồng với người khác, sống rất hòa đồng với người bên cạnh. Từ trước đến nay, người tuổi Tuất vốn không thích gây chuyện thị phi, sở hữu tính cách rất tốt và sẵn sàng nhún nhường khi cần. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà Tuất mang đến cho người khác cảm giác họ khá dễ bị bắt nạt. Nhưng trên thực tế, Tuất vừa lương thiện vừa mạnh mẽ, có chủ kiến riêng của bản thân mình, làm việc rất tử tế lại còn rất thông minh và trung thành. Người này ít nói, làm nhiều, được đánh giá là hiền lành chất phác nhưng cũng rất dứt khoát trong mọi hoàn cảnh. Tuất làm gì cũng vô cùng thận trọng và chăm chỉ, xử sự mọi vội vô cùng lý trí. Từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động gây chuyện thị phi, nhưng họ cũng không sợ những chuyện phiền phức. Đặc biệt, người tuổi Tuất có tầm nhìn xa và có thể đưa ra những quyết định chính xác. Vì vậy, họ dễ tạo ra sự khác biệt trong sự nghiệp và đạt được danh vọng tài lộc. Tuổi Tuất giỏi về việc vạch kế hoạch, gặp bất cứ việc gì cũng có thể bình tĩnh đối mặt xử lý mà không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Tuổi Tuất chính xác là kiểu người ngu ngơ lại được trời thương. Cuộc đời dù gặp khó khăn chông gai đến đâu cũng có thể hóa nguy thành an, hậu vận sung túc đủ đầy. Sau rằm tháng 2 âm lịch, nhờ làm nhiều việc tốt mà người tuổi Tuất cầu gì được nấy, phúc lành vây quanh. Con giáp này tự mình tìm ra lối đi và triển khai chúng một cách hoàn hảo, thu về nhiều thành công mỹ mãn. Khi có tiền, có địa vị, Tuất không quên lan tỏa và chia sẻ sự tử tế và ấm áp của mình đến những người thiếu thốn xung quanh. Chính vì vậy, phúc lành lại càng gia tăng, không những trong đời này mà còn cả cho con cháu đời sau. Tử vi tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho biết, sau rằm tháng 2 âm, tuổi Tất được cục diện nhị hợp thái tuế nâng đỡ, vận trình sự nghiệp được hưởng nhiều lợi thế. Thời gian này, Tuất có nhiều bước tiến mới, mọi khó khăn đã lùi xa, gặt hái thành quả đáng mừng.
Đây có thể coi là giai đoạn thiên thời địa lợi nhân hòa, là cơ hội để tuổi Tuất mạnh dạn tiến hành những điều mong ước, biến ước mơ trở thành hiện thực. Con giáp tuổi Tuất này càng làm càng hăng say, sức sáng tạo mạnh mẽ, năng lực dễ dàng được ghi nhận. Những sáng kiến Tuất đưa ra hầu hết đều được tập thể ủng hộ. Bản mệnh làm gì cũng có đồng nghiệp sát cánh kề bên, cấp trên cũng hết sức tạo điều kiện. Các mối quan hệ công việc cũng rất hài hòa tốt đẹp, quý nhân có thể là bất cứ ai ở bên cạnh Tuất. Quý khí từ nhị hợp đóng vai trò như người kết nối, giúp Tuất tìm được nguồn khách hàng tiềm năng. Các giao dịch đều thuận lợi, hanh thông, ký kết nhiều hợp đồng thành công, thu về lợi nhuận lớn. Thời điểm sau rằm tháng 2 âm này, các dự án triển khai vượt yêu cầu cả về chất lượng lẫn số lượng, đôi khi lợi nhuận còn nằm ngoài cả mong đợi ban đầu. Tuất nên tận dụng tối đa mọi cơ hội để làm bàn đạp tiến xa hơn nữa trong tương lai. Lại thêm nguyệt lệnh lâm đất quan đối hỗ trợ, vận khí ngày càng hanh thông, công việc trên đà tiến tới. Tinh thần học hỏi và ý chí cầu tiến của tuổi Tuất cũng giúp Tuất ngày càng hoàn thiện chuyên môn. Đừng quá lo lắng nếu như sau rằm tháng 2 âm, có thể Tuất sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng nào đó, ảnh hưởng lớn tới tương lai sau này. Hãy bình tĩnh và sáng suốt, bạn sẽ nắm chắc cơ hội tốt trong tay. Dẫu vậy thì Tuất cũng đừng vội ngủ quên trên đỉnh vinh quang. Càng thuận lợi thì càng cần phải tĩnh tâm lại, giữ vững tinh thần thắng không kiêu, bại không nản. Thái độ khiêm nhường sẽ giúp may mắn của Tuất duy trì dài lâu. Khi đó thì bạn cũng có thể sáng suốt, đưa ra lựa chọn và không lo bị tụt hậu so với lớp trẻ. Thời gian này công việc của tuổi Tuất thuận lợi nên không có lý do gì tài lộc của bạn lại giảm sút được cả. Sau rằm tháng 2 âm, bản mệnh được tài tinh thực thần cao chiếu, tài chính sẽ có thu hoạch bất ngờ. Làm công ăn lương thì được đền đáp thành quả xứng đáng, đầu tư kinh doanh thì cực mát tay. Sức mạnh của nhị hợp và quan đới còn mang tới quyền uy mạnh mẽ, không chỉ thúc đẩy công danh sán lạn mà còn cả tài lộc cũng có nhiều điểm sáng. Các mối quan hệ công việc tốt đẹp sẽ mang tới cho Tuất khoản lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Người làm công ăn lương hoàn toàn có thể kê cao khối vụ, công việc tuy nhiều nhưng mọi thứ đều tiến hành trôi chảy, vào cuồng ổn định. Tuất không cần phải lao tâm khổ tứ nhiều mà hiệu suất lại tăng cao. Một khi công việc thuận lợi, Tuất tự tin đề xuất tăng lương, tăng mức thưởng hoàn toàn là có căn cứ thuyết phục. Sự khéo léo cũng mang tới cho người kinh doanh nguồn khách hàng ổn định. Đây chính là thời điểm để bạn tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó, rất có lợi cho việc buôn bán và đầu tư trong thời gian này. Thời điểm sau rằm tháng 2 âm, cầu danh hay cầu tài đều dễ đạt thành ý nguyện. Tuổi Tuất hãy mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực yêu thích, mở cửa hàng kinh doanh khởi nghiệp. Bước đầu có thể vẫn có đôi chút khó khăn, nhưng nếu thực sự nỗ lực cố gắng thì tương lai đảm bảo sẽ tươi sáng. Nhưng lưu ý là có bạch hổ hung tinh xuất hiện, tuổi Tuất vẫn chớ nên khinh suất, cần phải quản lý túi tiền thật chặt. Vận khí đang tốt đẹp vẫn có thể sa sút bất cứ lúc nào, nhất là khi tuổi Tuất bị tiểu nhân đánh úp thì tiền của rất dễ bị thất thoát. Do đó, bạn phải luôn sáng suốt và thận trọng hơn trong đầu tư, có chính kiến rõ ràng, đừng nghe và chạy theo phong trào, cách làm ăn sổ như vậy rủi ro rất cao. Sau đây là vận trình tử vi từng con giáp tuổi Tuất theo năm sinh âm lịch sau rằm tháng 2 âm. Xin mời quý vị cùng chiêm nghiệm. 1. Tuổi Mậu Tuất 1958. Trên phương diện công việc và sự nghiệp, chính quan cho thấy người tuổi Mậu Tuất có thể đang nắm giữ một chức vụ tốt, nhưng đừng để sự kiêu ngạo của mình phá hủy tất cả mọi cố gắng từ trước đến nay. Thiên quan và thương quan khuyên Mậu Tuất tốt nhất không nên chủ động gây hấn với người khác, đặc biệt là người có vị thế cao hơn mình. Chuyện làm ăn diễn ra khá suôn sẻ với bản mệnh trong thời gian sau rằm tháng 2 âm này, mà chủ yếu là khoảng thời gian sau rằm tháng 2 cho đến cuối tháng 2. Song Mậu Tuất không cần quá vất vả mới đạt được điều ấy, bởi nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn cùng với các mối quan hệ rộng, Mậu Tuất có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những mối làm ăn có giá trị. Theo tử vi sau rằm tháng 2 âm của 12 con giáp, sao dịch mã chiếu mệnh cũng khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại Mậu Tuất càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai Mậu Tuất sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình. Quý nhân là tuổi Dần, tuổi Mão,
Thiểu nhân là tuổi Tỵ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu ghi, màu cam, con số may mắn 22, 18 và 97. 2. Tuổi Canh Tuất 1970. Sau một vài khó khăn trong sự nghiệp vào đầu tháng do đồng nghiệp gây ra, thì đến giữa tháng và cụ thể là sau rằm tháng hai âm, người tuổi Canh Tuất có thể thể hiện được giá trị của bản thân mình. Canh Tuất hoàn toàn có khả năng vượt lên trên mọi trắc trở, vì thế hãy tự tin hơn vào bản thân để có thể mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình. Tình hình tài chính không có nhiều biến động trong thời gian này. Sau rằm tháng hai âm thì cơ hội kiếm tiền cũng đã đến do thiên tài mang lại. Nếu Canh Tuất vẫn luôn chăm chỉ với công việc tay trái của mình thì nay chính là lúc mà Canh Tuất được đền đáp xứng đáng. Chuyện tình cảm của Canh Tuất thì lên bổng xuống trầm và phần lớn là phụ thuộc vào chính cách hành xử của Canh Tuất với nửa kia hoặc là với mọi người xung quanh. Khi có những bất đồng xuất hiện thì Canh Tuất chớ nên đẩy mọi việc đi quá xa, hãy trao đổi với đối phương bằng thái độ ôn hòa. Tuy nhiên nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt, các mối quan hệ của Canh Tuất phát triển một cách hài hòa. Nếu Canh Tuất chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể Canh Tuất sẽ tìm được một người thích hợp hoặc là một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai. Quý nhân là tuổi Thân, tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Sửu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu xanh lam, màu trắng, con số may mắn 54, 25 và 61. 3. Tuổi Nhâm Tuất 1982. Sau tầm tháng khai âm này là thời điểm rực rỡ trong sự nghiệp đối với tuổi Nhâm Tuất, hứa hẹn Nhâm Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi. Những cố gắng từ trước đến nay của Nhâm Tuất đã được lãnh đạo ghi nhận và Nhâm Tuất có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình. Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày sau rằm tháng hai âm. Chính tài cho thấy Nhâm Tuất có cơ hội được thưởng nóng, trong khi thiên tài cho thấy một số người may mắn có thể phát tài nhờ những trò vay rủi. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi Nhâm Tuất này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Nhâm Tuất còn là người giỏi ăn nói nữa nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Người độc thân hãy tinh tường nhận ra ai là người thực sự chân thành với mình để phát triển mối quan hệ. Quý nhân là tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân là tuổi Dậu, tuổi Dần, màu sắc may mắn màu tím, màu xám, con số may mắn 99, 30 và 02. Vị trí cuối cùng xin chúc mừng tuổi Tý. Những người tuổi Tý thường được mệnh danh là con giáp chăm chỉ, chịu thương chịu khó, cũng rất có chí tiến thủ. Ngay từ khi nhỏ, người cầm tinh con chuột đã biết cách kiểm soát cảm xúc của mình không dễ gì nổi giận vô cớ, cho nên họ luôn mang dáng vẻ bình dị dễ gần, lại thêm cái tính phắc chất phác sống thật với bản năng của mình khiến cho họ nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ từ mọi người. Họ có thái độ sống biết người biết ta, có trên có dưới, tuy không giỏi ăn nói, nhưng con giáp này lại có tấm lòng lương thiện, đối xử với mọi người xung quanh chân thành phóng khoáng, không so đo tính toán, hơn nữa họ cũng không thích gây chuyện thị phi. Người tuổi Tý luôn đối xử khiêm nhường với người khác, nhìn có vẻ dễ bắt nạt nhưng thật ra họ rất mạnh mẽ, vừa có năng lực vừa có thực lực, không bao giờ lúng túng trước những vấn đề chướng tai gai mắt. Khi gặp phải khó khăn phiền phức, họ không bao giờ thỏa hiệp hay dễ dàng bỏ cuộc mà sẽ đối mặt với khó khăn và giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa nhất. Có thể nói phúc khí của tuổi Tý sinh ra từ chính sự thiện lương của họ. Dù hiện tại có phải trải qua gian khó thì tương lai chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Việc tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay. Người tuổi Tý thuộc tuýp người khẩu xà tâm Phật. Tuy lời nói không được khéo léo, có phần đanh thép nhưng lại là người lương thiện, không bao giờ làm hại ai hay nói xấu sau lưng người khác. Thời gian sau rằm tháng hai âm tới, do được thần tài quan tâm nên vận khí phượng phát, làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ và đạt được thành công. Cho dù là tình cảm, sự nghiệp hay thu nhập đều rất dồi dào, người tuổi Tý không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa. Người tuổi Tý có một thời gian nhiều may mắn nhờ nguyệt lệnh Lâm Đế Phượng và các tinh tả phù hỗ trợ. Đặc biệt, điềm báo sự nghiệp của con giáp này sẽ có những bước tiến rõ rệt hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Sau rằm tháng hai âm,
Với sự khéo léo của bản thân, Tuổi Tý xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước đây vốn thân thiết và nhìn nhận năng lực của bạn có thể chính là quý nhân của bạn. Đối phương có thể cho bạn những ý kiến hữu ích, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có, dễ dàng đạt được điều mình muốn. Các kế hoạch, dự án, công việc đều có sự tăng trưởng. Đế vượng chính là yếu tố giúp cho bản mệnh thêm phần quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình. Tình hình ngày càng ổn định, bạn sẽ phát huy được năng lực, gặt hái thêm những thành tích sáng sủa. Tài năng và sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó cơ hội được cất nhắc hoặc được thưởng nóng dường như nằm trong tầm tay. Sức ảnh hưởng của con giáp này trong tập thể ngày càng được khẳng định, được người trên kẻ dưới hết lòng kẻ vai sát cánh. Nếu là người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của cấp dưới nhờ có đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Bạn có thể đưa ra những quan điểm và định hướng chính xác đem về lợi nhuận cho công ty cũng như lợi ích cho những người dưới quyền mình. Tuy nhiên thì bạn vẫn nên đề phòng hung tinh thiên cẩu có thể kéo theo vận tiểu nhân cố tình gây họa do ghen ghét ganh tị với những lợi thế bạn đang có. Thời điểm này hãy dè chừng trước những kẻ cố tình tiếp cận, dùng lời lẽ ngon ngọt nịnh nọt. Người làm công ăn lương dù đạt thành tích cao cũng chớ nên kiêu ngạo ra vẻ ra đây. Tử vi sau rằm tháng hai âm tuổi Tý cho thấy tài vận của con giáp này có thăng có trầm, nhưng rất may xu hướng chung vẫn là tăng trưởng ổn định. Bạn sẽ cảm thấy tài lộc của mình dần được cải thiện, đặc biệt là về mặt kinh doanh, đầu tư và quản lý tài chính. Bên cạnh nguyệt lệnh Lâm Tý Vượng, bạn còn được hai cát tinh là Tả Phù và Nguyệt Mã đồng hỗ trợ mạnh mẽ, nên kinh doanh buôn bán đều vô cùng thuận lợi, còn ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị. Con giáp này có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và thu được lợi nhuận tốt. Thời điểm này rất thích hợp để mạnh dạn đẩy mạnh các kế hoạch. Vì vậy, nếu như thấy đối tác hoặc là cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Trong lúc này, các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời. Tuy nhiên thì vì vẫn bị thiên cẩu đeo bám, lại có kiếp tài hung tinh ngấm ngầm án ngữ, bản mệnh vẫn chỉ nên đầu tư ở quy mô vừa phải, tránh làm lớn mà lợi bất cập hại. Đặc biệt làm ăn khôn ngoan là phải biết điểm dừng, cứ tính toán theo kiểu ăn chắc mặc bền sẽ giúp bạn hạn chế được những rủi ro không đáng có hoặc tình trạng thua lỗ chóng vánh khi vận khí suy giảm đột ngột. Sau đây là vận trình tử vi từng con giáp tuổi Tý theo năm sinh âm lịch và cẩm nang vượng vận sau rằm tháng hai âm. Xin mời quý vị cùng chiêm nghiệm. 1. Tuổi Canh Tý 1960. Tử vi sau rằm tháng khai âm của tuổi Canh Tý nhìn chung suôn sẻ, sức khỏe tốt, tinh thần phấn chấn, gặp gỡ nhiều người tốt và có quý nhân hướng dẫn đưa ra lời khuyên chân thành đúng đắn. Vẫn có điểm không may đáng kể nhưng bản mệnh hoàn toàn có thể vượt qua được. Thời gian này bản mệnh muốn mở rộng quy mô làm ăn hoặc khai trương cửa hàng cửa hiệu hay ký kết hợp đồng đàm phán giao dịch đều rất thuận lợi, tiến hành ngay sẽ có khởi đầu tốt đẹp. Không chỉ trong thời gian sau rằm tháng hai âm mà còn trong cả chặng đường tiếp theo của năm. Tuy nhiên thì muốn có thành công, người tuổi Canh Tý cũng phải không ngại khó ngại khổ vì tín chủ chẳng được ai nâng đỡ cả. Nếu như bản thân ít cố gắng lười phấn đấu thì chỉ có thất bại thôi, lúc nào cũng nghe người khác sai bảo. Người tuổi Canh Tý cũng cần chú ý bạch hổ hung tinh, gây họa huyết quang tổn hại sức khỏe, tránh những vật sắc nhọn như dao kéo và cạnh bàn. Không đi tới những nơi âm khí nhiều, hàn khí mạnh như là nghĩa trang, bệnh viện, hồ sông và ao suối. Quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Mùi, tuổi Mão. Màu sắc may mắn, màu bạc, màu trắng. Con số may mắn 07, 55 và 87. 2. Tuổi Nhâm Tý 1972. Vận trình của người tuổi Nhâm Tý có xu hướng tốt dần lên vào những ngày sau rằm. Nếu như những ngày đầu tháng 2, thì Nhâm Tý phải đối diện với sự cạnh tranh, tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè đồng nghiệp. Thì từ giữa tháng trở đi, tức sau rằm tháng hai âm, mọi vấn đề dần được tháo gỡ. Nhâm Tý chứng minh được sự đúng đắn của mình và nhận được sự đánh giá rất cao của cấp trên. Chuyện tài lộc đến sau rằm tháng hai có điểm sáng do chính tài phù trợ. Bản mệnh nhận được tiền lương hoặc tiền thưởng nóng do đã cố gắng suốt thời gian qua. Người làm kinh doanh buôn bán cũng có thể thu được một khoản lời nho nhỏ do khách hàng quen thuộc mang tới. Tử vi sau rằm tháng hai âm của 12 con giáp thấy rằng thái âm chiếu mệnh
giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh, Nhâm Tý có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn hoặc nhận ra có những người luôn thầm lặng quan tâm và chăm sóc mình. Quý nhân là tuổi Thân, tuổi Hợi, kiểu nhân là tuổi Mão, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh da trời, con số may mắn 73, 28 và 19. 3. Tuổi Giáp Tý 1984. Người tuổi Giáp Tý hãy tin rằng chỉ cần bạn cố gắng hết sức thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ công bạn. Đầu tháng hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với mâu thuẫn thị phi, bỏ ngoài tai những lời đặt điều để tập trung hết sức vào nhiệm vụ của mình. Từ sau rằm tháng hai âm, thành tích công việc sẽ giúp bạn chứng minh vị thế của mình. Tình hình tài chính cũng có nhiều khởi sắc khi cả chính tài và thiên tài phù trợ. Người làm công ăn lương được nhận thưởng vào cuối tháng, trong khi đó người làm đầu tư kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Sao Thiên Đức phù trợ thấy rằng sau rằm tháng 2, bản mệnh sẽ càng gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi, Giáp Tý nhé. Chuyện tình cảm lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của bản mệnh. Dường như bạn đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan tích cực hơn về chuyện tình yêu. Bạn sẵn sàng giúp đỡ những đối tượng được giới thiệu, hy vọng tìm được người phù hợp với mình. Quý nhân là tuổi Sửu, tuổi Hợi, kiểu nhân là tuổi Tuất, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu xanh lam, màu trắng, con số may mắn 95, 88 và 23. Và cảm ơn quý vị, anh chị và cô bác đã chú ý lắng nghe đến hết luận giải của chúng tôi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt, hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.